Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Hôm nay chúng ta lại trở lại nhà vườn của anh Lê Linh và ngắm tác phẩm Huyền Thoại Trường Sơn. Vừa rồi thì kênh Yêu Cây được thông tin là tác phẩm Huyền Thoại Trường Sơn anh đang thi công một cái không biết gọi là chậu hay là cái gì đấy, rất là đặc biệt, thì chúng ta cùng vào ngắm và giao lưu với anh Linh. Em chào anh ạ. Chào Thọ và chào anh em xem kênh Yêu Cây nhá. Anh ơi, mấy hôm vừa rồi em theo dõi ở trên không gian mạng, biết là anh đang tạo tác một cái bể cho tác phẩm Huyền Thoại Trường Sơn, rất là đặc biệt. Anh có thể chia sẻ cho cộng đồng Yêu Cây về cái chiếc bể đặc biệt này không anh? Đây là thực ra là cái tác phẩm này là mình đặt là Huyền Thoại Trường Sơn. Vâng. Để sau này là đây là đang cũng là công tác chuẩn bị. Để xong thì nó cũng chưa xong, cây chưa xong và chậu thì cũng chưa xong. Vâng. Chia sẻ qua là cái chậu này là dài 6 mét. Chậu dài 6 mét luôn. Đấy. Dưới này, trên này là đắp gốm Phù Lãng. Bốn vùng quanh đắp gốm Phù Lãng. Đấy. Cái kia là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hai mặt như nhau. Nhưng mà cảnh khác nhau. Đấy, ở dưới này là tượng trưng cho cây tre, là tượng trưng cho Việt Nam. Đấy, để mai mốt ở đây cũng là mới xong phần thô. Đấy là Huế. Đây là cung đình Huế. Cung đình Nội Các ấy. Còn đây Sài Gòn đúng không anh? Đây là Sài Gòn. Đằng sau cũng Hà Nội hay Sài Gòn, Huế, nhưng mà lại cảnh khác, không phải cảnh này. Còn cái phần này là tre đúng không anh? Đấy, đây là mình làm các cây tre tượng trưng cho Việt Nam. Cái phần tre này là anh chắc cũng chưa xong đúng không anh? Cũng chưa xong, đây mới xong là phần thô thôi. Vâng, anh còn kể cả trên này là mình cũng đang thuê thợ gia công đặt, là mai mốt là hót hết đất ở đây đi. Vâng. Và sẽ làm bộ đội và xe tăng, ô tô. Đúng gọi là Trường Sơn đúng không? Huyền Thoại Trường Sơn, đúng. Vâng. Ý nghĩa. Đây là theo cái gọi là phong cách chơi của mình. Vâng. Đấy, mình muốn có một cái tác phẩm mà người ta nhìn vào cái là người ta biết ngay là sẽ không có cái thứ hai, khẳng định là không có cái mà có thì người ta bắt chước mình thôi, bởi vì là mình nên ý tưởng và làm theo cách riêng của mình. Hay là anh sử dụng cái chất liệu gốm của Phù Lãng ấy. Cũng là chất quê đấy. Đúng là chất của Bắc Ninh. Quê Bắc Ninh đúng không? Đúng rồi, ở bên Quế Võ. Đây, em thử. Thế còn hai đầu này là anh một bên là cá chép và một bên là cảnh, phong cảnh. Vâng. Đấy. Đây quý vị. Cái gốm này anh đặt chắc dày đúng không? Cũng dày hơn một phân. Nói chung là chậu và mình gọi là bẻ đi, bẻ và gốm này là rất là dày. Ở dưới là tương đương với đổ trần nhà. Thế bẻ này chắc là cũng đấy, cái độ dày ở gầm bằng bê tông để em quay qua cho. Đấy. Riêng cái chậu này, riêng cái bẻ này của anh thì đã là quá là công phu và đặc biệt. Đấy, hy vọng rằng khi nào anh xong thì chắc chắn là anh em sẽ được chiêm ngưỡng ở một cái nơi nào đó rất đặc biệt. Đấy. Nghìn năm Thăng Long chẳng hạn đấy anh ạ. Phố cổ Hà Nội. Thấy thông tin ở trên mạng có cái tác đây, phẩm này của anh, cái là em phải nôn nóng về luôn. Đây là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây Hà Nội đúng không ạ? Đúng rồi, lại Hà Nội tiếp. Đấy. Đây các nghệ nhân làm cũng rất là công phu quý vị nhé. Nồi đấy, đắp nồi 3D đấy. Có kênh bong đàng hoàng. Đẹp quá. Còn đây là sông Hương của Huế đấy. Đấy, cầu. Đây là chợ Bến Thành đúng không? Đúng rồi. Anh. Đây chợ Bến Thành. Vâng. Đấy, đồng hồ đây. Hay quá. Đấy, quá nhỉ. Cái này cũng là gốm đúng không anh? Tất cả là gốm hết. Đây là đắp gốm, là gạch để làm tường, rồi dọn lôm ra đấy.
xuất sắc anh ạ. Cái bể này mà ra sân chơi thì chắc là không đấy. Đây mai mốt ý tưởng của mình là ví dụ bộ đội là có thể nước nội đến tận cổ cũng có này. Vâng. Là đi trên này cũng có này, hoặc là những cái điểm đẹp này hoặc cái đá thêm là xe tăng xe tiếc. Vâng. Đấy, mình tạo những cái điểm nhấn sau này như vậy phải hot hết đất. Ra thì thả cá chép chiếc nữa rồi. Rừng Trường Sơn. Đây chúng ta này ngắm cái cây quý vị ạ. Đây là một cây xanh Nam Điền nhé quý vị nhé. Cây xanh Nam Điền dài khoảng 6 mét quý vị ạ, hơn đấy. Đấy. Nếu mà tổng bóng tán này, sau này nó phải hơn. Con này là xanh cuối, không phải xanh Nam Điền. Hơn 6 mét. Xanh cuối. Lá đẹp với anh. Lá đẹp, nó là dòng xa quê, là xanh quê, lá dày. Vâng. Lá đẹp quý vị ạ. Đấy. Hoặc là điền hạt gì đấy. Lá đẹp, thân đẹp. Vâng, lá đẹp, thân đẹp. Nó cái cây này của anh nó trường đúng không? Nó trường. Là ở một cái khu nghỉ dưỡng hay là khu du lịch nào đấy mà đặt cái tác phẩm này xong để cho bà con check in thì chắc đỉnh cao. Đấy, chụp ảnh. Cái cả cây này nếu mà đi triển lãm thì mà mùa nắng vào tháng 4 đến tháng 7 thì chị em hay là anh em đi ngắm cây mà nắng nắng hơi chúi ở đây vừa chụp ảnh mà vừa chúi mát được. Vâng. Đây. Ta đang ngắm tổng thể cái tác phẩm này. Đây là tác phẩm huyền thoại Trường Sơn quý vị nhé. Và em tin chắc rằng với cái cách và tầm nhìn của anh Lê Ninh về tác phẩm cái hướng làm, em tin rằng đây sẽ là một cái độc bản duy nhất. Riêng về cái phần bể này đã không ông nào copy được rồi. Anh phải giấu tên nghệ nhân làm cái vì cái không phải nhá. Cái này thực ra nó rất nhiều yếu tố để người ta làm. Vâng. Là một thứ nhất là biết có người ta có thể có cây không thể dài được, có chậu dài không cây dài, mà có cây dài thì lại không thể có cái chậu dài được, hoặc là đôi khi người ta cái ý tưởng người ta lại làm theo cái tên khác thì lại người ta lại làm theo tiểu cảnh khác. Vâng. Đấy, hoặc là cái hình cây nó khác thì người ta lại phải làm tiểu khác, cho nên là cái sự giống nhau để nó ấy là nó hơi bị khó, không giống nhau được. Đúng rồi. Thích quá quý vị ạ. Đấy, chúng ta hôm nay được ngắm một cái tác phẩm huyền thoại Trường Sơn. Và đặc biệt hôm nay anh Lê Ninh đang trong quá trình thi công cái bể ở đây, hy vọng rằng nó sẽ là cái bể độc đáo nhất Việt Nam mình. Form đẹp lắm anh ạ. Cái này lên ảnh nó còn ăn ảnh mà nó lên đẹp. Ăn mà anh. Em xin phép anh chụp lại. Anh ơi, em thấy anh vừa có một cái tác phẩm xanh. Xanh này là xanh cổ đúng không anh? Đây là con xanh cổ. Đây là hình hình con rùa. Đây là đầu rùa này. Đấy, đây là nó đang mình vặt nàng. Hình dung ra. Còn đằng sau đây là cái đuôi. Vâng. Đấy, đây là cái đuôi. Các cụ làm kỹ đây. Đây thì chắc là anh mua chứ không phải là anh tạo ra đúng không? Đúng rồi, con này là mình vừa mới mua, con này nói chung là nó lâu lắm rồi. Vì đã xanh quê mà nó đường chạy mà cái các cái cổ cảnh này phải từ rất xa xưa mới có chứ bây giờ không có được. Bây giờ muốn mua cũng không có. Riêng cái bể này của anh đã phải nói là cũng là bể cổ quý vị nhé. Đúng rồi, bể này từ cũng là chân... một cái bể rất cũ. Em nghĩ là cái cây này chắc phải ngày xưa phải nhà giàu hay nhà quan mới có nhỉ? Đúng rồi, chắc. Vì này. Ngày xưa mà đây này, ăn không chả? Đây này anh ấy, từ từ đã. Đây. Những cái này, đây này nó không. Đây anh nhỉ? Đây. Đây con rồng đúng không anh? Đúng, con rồng đấy. Đây quý vị, ngày xưa các cụ đắp. Đây. À, mà chỗ này là có nghe này, đấy là rồng. Đây là có cá chép. Đây là cái tích đây này, tích cá chép hóa rồng ấy quý vị. Đấy. Mà đắp rất là kênh bong ra nhé quý vị nhé. Đấy. Và ở đây chắc các cụ ngày xưa đắp rất nhiều tích nhưng anh em hai chắc... hai con nghê chầu hai bên nữa này. Đây. À. Đây con kia con nghê. Con này chân là con gì nhỉ? Chân này mình cũng không biết nó là đầu con gì. Đấy. Nhưng mà các cụ ngày xưa đắp là theo tích. Đúng rồi, nó theo tích mà. Cái này nó tích. Tích. Anh em mình chưa hiểu sâu. Đây còn ở hai bên này là cây đào hóa rồng, còn cái chữ gì ở giữa này anh này nhé. Đây cái chữ này chắc chắn đây là chữ gì này. Đúng.
đây chữ mà, đây chữ không mà. Ở giữa này cơ, cái chữ đây. Ở giữa này cũng là một cái chữ. À chữ phúc, 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 chữ phúc. Phúc. Phúc đến, phúc đến. Đây rơi đây rồi. Đấy. Hoa đào, hóa rồng này. Đấy, đây còn là chữ gì không biết, là chắc anh em mình không đọc được. À, đúng không? Hai bên cái hàng chữ này. Cái chậu này là quý rồi anh ạ. Đấy, bây giờ chúng ta đến ngắm cây. Đấy, lên ảnh nó đẹp, đường này. Chạy của nó phải nói là ông nào nhìn cũng mê. Hai là nó mịn tít, không có một cái điểm của con người can thiệp. Này, anh tất cả là tự nhiên. Dạo này anh Ninh có duyên với đồ cổ thế. Hôm con này mua về nhà đã có người cộng thêm vài chục rồi, nhưng mà mình cũng chưa thích và thôi cứ để đấy để đi chơi đã. Vài chục thì cứ để đấy chơi. Đúng rồi, bởi vì cứ để tìm được cái con mà mình ưng nó khó lắm. Vâng. Hai anh bảo làm đến bao giờ mới được? Làm bao giờ anh mới làm được cái đôi cây? Khi đấy những cái cây rất nhỏ thôi mà làm cả vài năm rồi mới xong một cái cây, nó đường chạy của nó dài cũng vài năm là 2 mét, hơn 2 mét này. Nó như cái xanh quê này anh mà bẻ từ đầu thì chắc cũng khéo hơn tuổi anh em mình nhiều đấy. Con này hôm nọ thực ra thì có người bảo đặt là gì nhỉ, gì quy tái xuất đấy, nhưng mà mình đang muốn đặt kim con quy tái xuất đấy, kim quy tái xuất. Kim quy tái xuất hay đấy chứ, bởi vì là trước là ẩn, bây giờ là riêng xanh quê được bộ bông tàng. Còn nếu mà mình muốn đặt tên mà nhiều người hiểu hơn thì mình đang tính vào hay là đặt tên là một rừng cây phải nhiều đời người, người ta nghe cái là người ta biết ngay, không phải một đời người mà phải rất nhiều đời người rồi mới ra được một cái cây như này. Quy rồi hai nè, quy rồi hai này là cái bể của anh ấy, nó có rất nhiều tích, nó thiên về cổ, tâm linh hơn. Tâm linh. Đấy. Đây, trên là dưới là nong, trên là quy. Ok, em xin chúc mừng anh đã hôm nay về với vườn anh thì đã xuất hiện hai tác phẩm rất là mới, một là huyền thoại Trường Sơn có cái bể phải nói là độc nhất vô nhị, hai là em lại được chiêm ngưỡng cái tác phẩm cụ kim quy này của anh, một cây xanh cổ phải nói là rất quý anh ạ. Anh em mình chắc tuổi thì chưa thể so bì với cụ được. Đấy. Cái bể đẹp đúng anh? Bể đẹp. Em xin chúc mừng anh nhé. Em chào anh ạ. Cảm ơn em nhé. Chào em nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng như anh Lê Ninh ở video tiếp theo.